Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Lúc này đang là buổi chiều, bây giờ đang là 5 giờ chiều của ngày 11 tháng 8 năm 2017. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu chiếc bàn thờ bằng gỗ vụ. Chiếc bàn thờ này với cái dạ, với cái kiểu dáng có khác trước một chút. Là trước đây thì cái dạ là hay làm dạ ngũ phúc. Tuy nhiên là cái mẫu đó là chúng tôi cũng đã sản xuất nhiều năm nay, và thể theo yêu cầu của nhiều khách hàng muốn rằng là mẫu mã sinh động hơn, bởi vì nhiều gia đình là cả gia đình anh chị em chú cháu cậu bác là đều làm ở đây, thì cứ muốn là cái mẫu mã nó thay đổi một chút để nó đỡ trùng hàng với nhau, người ta hay gọi vui là không đụng hàng. Chính vì thế ở đây là từ đường nét đục, đặc biệt nhất là cái phần dạ chính đây là cái dạ mà vắt lá, là cái mẫu chúng tôi sưu tầm trong mẫu cổ là rất là đẹp, nó đặc sắc mà mềm mại và đúng theo lối cổ, cho nên là cái này là mẫu triện cổ. Sau này quý vị cứ nhắc là cái bàn thờ chân 12 mẫu triện cổ là tôi sẽ nhớ ra ngay. Thì kích thước bàn là dài 1m97, sâu 87 và ván mặt là dày đậu 1,5 phân. Tất cả là làm bằng gỗ vụ, mà chân là 12. Kích thước cao 1m27. Không có đế bên dưới và không có ngăn kéo. Những cái mẫu trước đây chúng tôi làm thì vẫn là duy trì hai bên hai ngăn kéo. Nhưng cái hàng này là không ngăn kéo. Và cái hàng này rất là, tất cả các cái chi tiết đều hết sức là dày dặn, nó gồ lồi ra như những cái vai trâu như này. Quý vị nhìn thấy từ những cái mặt hay là khuôn tranh hay vai hay là bên cạnh này, tất cả chỗ nào cũng rất là dày. Đặc điểm cái bàn thờ là quý khách muốn là nó nét na nhưng mà nó lại đô đá chắc chắn, nó như là một cái bệ vậy. Thì đây, cái này là cái tiêu chí đó là đạt được. Ở đây vẫn là phần mộc thôi, và chắc là dự kiến là sau độ chục ngày nữa thì chiếc bàn thờ này sẽ là lên thành phẩm. Cho nên sau này quý vị cứ nhắc là chiếc bàn thờ mã 197 triện cổ sẽ ra luôn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đây là hình ảnh đang quay tại phía trước tầng 1 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền. Trong này thì những người thợ, người bác công nhân chúng tôi vẫn đang hoạt động miệt mài để hoàn thiện mấy chiếc tủ bày đồ tận này. Và ngày hôm nay thì đang có mấy bác từ trong Sài Gòn ra, phải tháo ra được rồi. Họ đã ký cái sập cẩm lai một lá, và lúc nãy thì lại có khách hàng từ phố Trại Cá Trương Định về ký chiếc sập lùn gỗ mun Angola. Và lúc này đây chúng tôi đang hoàn thiện xong cái này, và đang đây là khu tầng 1 khu A của chúng tôi. Và bên kia đường thì lúc này chúng tôi đã sơn xong, bên kia là khu B và cái chỗ mới đây là khu C. Trân trọng kính mời quý vị về Đồ Gỗ Đức Hiền tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội tham quan mua sắm. Và nơi đây chúng tôi là với diện tích 2.500 m², có rất là nhiều đồ đủ để cho quý vị ngắm thoải mái. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo số 0984 666 999, cũng chính là số đăng ký Facebook, và số đăng ký Zalo Viber là 0967 666 111. Xin tạm biệt quý vị.